Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình Airdrop bán chia tổng giải thưởng là 30.000 token DCX nè. Tổng số tiền là khoảng 600.000 USDT nè các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn cần link phần link mô tả dưới video mở link form nha các bạn. Rồi, các bạn làm nhiệm vụ đầu tiên, các bạn follow Twitter nè. Airdrop này em sẽ 7 ngày nha các bạn. Rồi trên Twitter này các bạn theo dõi nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn join tiếp kênh Telegram nè. Các bạn chờ xíu các bạn. Rồi trên Telegram bạn join sao nè. Không có captcha. Rồi các bạn follow và tweet tăng 3 người bạn nè. Rồi trên Twitter các bạn like nè. Các bạn chỉ dán như tweet nè. Các bạn dán cái cho tôi quyết mình vào các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bình luận luôn nha các bạn. Rồi các bạn trả lời luôn các bạn. Sau đó thì các bạn chạy vào link phong, các bạn khai báo thì các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì địa chỉ email của các bạn nha. Dòng thứ hai thì các bạn điền lại username Telegram của các bạn, thì các bạn mở Telegram của các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng, vào setting nè. Copy username Telegram ở chỗ này nè. Rồi các bạn bắt đập lên nè. Cộng anh 5 xe 5 số 2 1, 2, 3, 4, 5 đúng. File các bạn. Sau đó thì các bạn điền địa chỉ BNB sẽ mất trên PS20 trên dưới chút collect cho các bạn nè. Rồi các bạn gửi lên chỗ. Gửi vào link form này nè. Hỏi các bạn có follow Twitter mà bấm down nè. Có join kênh Telegram bấm down nè. Tiếp tục thì các bạn gửi lên một link comment nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn qua một tweet để trả lời nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái link comment nè các bạn. Link dưới đây nè các bạn. Rồi các bạn sẽ xếp liên kết nè. Rồi các bạn gửi vào link form nè các bạn. Sau đó các bạn bấm gỡ là xong nha các bạn. Vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Airdrop ăn chia tổng giải thưởng là 600.000 USDT đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình xin biệt và hẹn gặp các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.